Hello, welcome back to my channel, Subway Surfer. Let's go. Quả game này. Úi giời, mà cô gái mình đang điều khiển. Phiên bản này, game này dạo này thấy update liên tục. Thế mà vào chả thấy khác cái gì cả. Tốn cả dung lượng luôn. Chỗ này trắng gì mà trắng. Ăn hết đồng coin đi. Số coin này sẽ để cho chúng ta mua trang sức. Rất là nhiều coi. Ôi, chúng ta ghép xong con chữ rồi ấy. Quay. Con béo đang đuổi theo mình như này. Đó là ôi, cảnh sát. Chúng ta chơi game Subversive. Này không phải sao có rất là nhiều bạn bay rất là cao lắm. Đấy như cái bạn trên thì bay cao rất lắm. Mình không thể bay được như thế. Này nó kích vào nó cũng không bay được. Level chúng ta đang chơi là 12. Sắp sửa 13 rồi. 13 nè. Game di chuyển rất là chậm. Máy bay. Ta chỉ thực hiện một phát mà thật là nhiều game như này ấy. Thì chơi khoảng 20-30 phút nó không buồn ngủ. Chơi một game là buồn ngủ lắm.
lật xe. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng lật xe luôn. Một pin yếu ạ. Chơi nhanh là pin yếu, sắp chơi hết pin chơi rồi. Giữ đây nó bay lên sao? Không phải. Lừa nhau rồi không được. Rất hay chúng ta chơi Going Ball. Kể vào game này. Mình sẽ điều khiển quả dưa hấu đi trong level 114. Cái gì nó bắn à? Ê. Cái này đoạn này phải đi nhanh à. Đấy. Ui, nhanh vào. Qua rồi. Cái đoạn nguy hiểm nhất đã qua. Và đến đoạn nguy hiểm hơn. Nó đằng trước cái này. Úi dồi. Nguy hiểm thật. Chỗ này làm sao đây? Tôi thì... Úi dồi, vẫn qua này. Điểm danh con này, điểm danh. Úi dồi, thật là ngáo. Nói thế là nhanh nhất. Ôi giời, quả bóng kìa. À ha, mình đã thực hiện một bước nhảy và đẳng cấp luôn. Này chỉ chơi với những con máy siêu mượt thì mới có thể chơi được như thế thôi. Ui. Đây. Đây có một cái nhảy nữa này. Một màn này khá khó đấy. Một mini game sao? Chúng ta sẽ tìm đối thủ để chơi đá bóng. Ý dạ. Một không. Hay không? 3-0 luôn nhá. Ui giời. Game là dễ mà. Chúng ta sẽ chơi game coi rớt. Rớt vào game. Mà này nhìn cũng vậy khó ấy. Chướng ngại vật rất là nhiều. Chít đâm vào đây. À, chúng ta ăn được 5-6 đồng. Lết.
Trời ơi, mất mất một đồng của tôi rồi. Này đổi đồng tiền này, mình sẽ đổi sang cái đồng coi cái hình thù rất là đẹp này. Hoa văn rất là nhiều. Rồi rồi mình phải lượn như chim cái màn này luôn. Chơi nốt màn này rồi nha, chúng ta sẽ chuyển sang game khác. Quá nhiều game này mình chưa chơi. Game nào cũng hay. À, Ubisoft kìa. Úi dồi. À, lại còn có cả một những cái đồng tiền nó tấn công cũng nguy hiểm thế. Ok. Và chơi Moscow. Let's go. Lại nha, húc. Chúng ta đang điều khiển nhân vật húc. Sức mạnh của cơ bắp. Wow, về tròn. Rất là khỏe rồi. Rất xuất sắc, chúng ta đã vượt qua được level 141 và sẽ đến với 142. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Đấm luôn. Cơ bắp thế nhỉ, đấm luôn. À, chúng ta sẽ vào một cái ván đu vật và tay với con gấu. À, chúng ta đi chơi game gì bây giờ? Unspotable. Vâng, Obot đã chạy được 1000 mét. Đến cái hòn đảo này xem là thế nào. Ôi, min yếu, trời ơi. Min yếu mất rồi. Không còn thời gian nhiều cho chúng ta nữa đâu.
2500m rồi đấy. Và sẽ đến với cái map ban đêm. Nhìn sơ qua cái tối đấy. Time for him. Okay, for game. Mình đã vào cái map Halloween. Dù sao chúng ta cũng sắp đến rồi. Chơi trước đi. Bây giờ tại đang là tháng 8 rồi. Được chưa đâu. No. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, 2-3 tháng nữa thôi. Chúng ta lại chuẩn bị đón một cái năm mới rồi. Năm mới sẽ có game mới. Đấy, thế mới là điều đặc biệt trên kênh của mình. Chúng ta hãy like, share đi. Chia sẻ cho mình này. Cái quan trí này nhìn ghê này. Mình vừa chạy qua xong rồi thấy nó khe khe. Cái gì á? Vừa thấy nó khe khe cái lửa xong. Ở đây, đây, đây có làm gì đâu. Ui trời, đáng chơi. Cái game nào đây? Black and Nike. Chơi luôn nhỉ. Black Nike Supermarket. Yo. Đi theo hướng dẫn này nhá. Daddy, how are you? How is your repairment going? I'm okay, but I forgot. I needed to visit the building shop. Don't worry, we could help. Kids, today we are going to a huge tool supermarket. I want. Choose Nikita's mood for today. What would... We have 5 things in the list. Rồi, rồi. Chúng ta đi mua sắm đồ. Để những cái đồ mình cần mua. Cả Black Nikki đi cùng hơn, đi cùng với mẹ luôn. Lại còn có cả BB. Đang speaking. Cái này. Ôi trời, chết rồi. Theo game mình đánh giá là cái này hay đấy. Cái này khác không? Spray gun. Brush. Spirit level. Trộn paint, paint roller. Không phải như mua nhiều thứ quá rồi thì phải. Đây. Screw gun. Một cái chổi lăn nữa nha. Dirt. Paint roller. Để cho hai bạn thanh toán tiền sẽ hết bao nhiêu. Pay for your goods, please. Vlad has 1 product, 2 products, 3 products, 4 products, 5 products. Ra công viên rồi này. Mà thôi, mình chơi chỉ đến đây thôi. Đây, tạm dừng clip đây, goodbye. What a trip.